Đây là máy Victor, model là TDV711. Dòng máy này mình rất là thích bởi vì nó trang bị linh kiện tốt. Con này linh kiện nó làm còn tốt hơn là con 721 và 731. Còn anh em thích 721, 731 đó thì sở thích người ta thôi. Cái tụ nguồn của con này vẫn là tụ nguồn lớn, như là nó tới 5600 microfa 35V thì phải. Tụ của tôi chào bác. Trong này tụ nó trang bị rất là tốt. Cái bảng này là bảng 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 demo của nhà sản xuất, hay sao nó ghi tiếng Nhật tùm lum la đây đây. Nghĩa là nó demo để nó hướng dẫn cái kỹ thuật ráp á. Nhưng mà những cái bảng demo này là những cái bảng rất là chắc chắn, rất là tốt. Vì nó bảng mẫu, những cái sản phẩm mẫu thường rất là làm rất là kỹ, đó thấy chưa? Bọn nó ghi rất là kỹ càng. Đấy. Tiếng này tốt lắm, để thử đi. Chúng ta ghi bảng đi. Ghi băng độc man bình thường thôi, không cần phải băng xịn đâu. Chúng ta thử khúc thôi nhé. Con này 3 từ và chúng ta 3S, để ý cái 3S này. Chúng ta bẻ về kim hướng kim đồng hồ này á, là lái dãy trầm, dãy mít lao. Còn chúng ta bẻ ngược kim đồng hồ này á, là chúng ta lái dãy chép. Và để 50-50 là 1-1. Chúng ta quay ghi. Không quá trình ghi chúng ta ốp Dubai đi. Bởi vì nhiều con máy người ta không có Dubai. MBX này có thể bật hoặc là không bật cũng được, tại vì nó không có tác dụng gì. HX Pro cũng vậy, có thích thì bật, không thích thì thôi. Con máy này nó có tới 3 cổng. Con này nó có tới 3 cổng vào, line in, direct và CD direct. Hoặc bằng cổng ra. Máy đẹp lắm. Chắc là mình thích linh kiện của con này. Máy chỉ đi kim 721, 731 chi. Con 721, 731 chơi rất là ngon. Mình không chê nó, nhưng mà ý là 7711 vẫn thấy nó trang bị vẫn tốt hơn. Đây đầu từ loại không có mòn, đầu từ discrete, đầu từ rời á. Rồi chúng ta bật ra tiếp đây. Rồi chúng ta để 50 nhé. Rồi chúng ta mở một bản nhạc lên thôi. Ghi xong bỏ qua khác phát là biết ngay. Nó đang ghi á. Suộc này, cái set này. Ghi tới cái vạch đỏ này nhé, vạch Dubai ND đi mặc định này. Đây, đây, nó vạch đây. Nó có cái vạch đỏ này, mình cứ tới cái vạch gạch này được rồi. Nếu bật Dubai thì có khả năng cái vạch này di chuyển. Đây này, thử coi. Không di chuyển. Tua nghe lại thôi. Ok. Về trao một người ngày xưa anh đã mong hoa kỷ niệm tuy đã tan hoang tâm tư. Rất hay. Đang quay ban ngày ổn quá. Cái âm lượng âm thanh nó sẽ bị nhỏ lại. Là test. Năm xưa nơi này vẫn thường dìu em đi tàn cây năm trước anh viết tên em còn xanh lá cành ghi dấu tốt có tốt mức gì về đằng hay rồi tục lên con này nó có
Ok, chúng ta bỏ bản nhạc khác cho vui thôi. Thử nói đã, trước buổi làm thử nói em nói khác thế nào. Thử tới đi. Cái thì nhớ nó bị lắc à. Xin cảm ơn nhé.